Vụ lúa hè thu năm 2021, toàn phương Vĩnh Quân xuống giống được 630,76 ha, đạt 100% kế hoạch, với các giống lúa OM5451, OM18, IR50404. Hiện lúa đang ở giai đoạn mạ để nhánh, làm đồng, lúa phát triển tốt. Bên cạnh đó, có một số trà lúa bị sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ như rầy nâu, bỏ trĩ, chuột, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá. Để đảm bảo vụ hè thu năm 2021 thắng lợi, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên thường xuyên thăm đồng, thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng tránh các loại sinh vật gây hại trên lúa. Nông dân cần giữ nước cho đồng ruộng, diệt cỏ dại, bảo vệ cây lúa, hạn chế sự gây hại của bò trĩ và rầy phấn trắng. Ngoài ra, nông dân cần chú ý hiện tượng ngộ độc hữu cơ, bón phân lân để giúp cây lúa nhanh ra rễ và giảm độ phèn trong đất để bảo vệ sản xuất phòng trừ dịch hại hiệu quả ngành nông nghiệp yêu cầu nông dân tiếp tục áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như ba giảm ba tăng một năm giảm công nghệ sinh thái trồng qua trên bờ ruộng nhằm giúp nâng cao năng suất chất lượng giảm giá thành tăng lợi nhuận